Vâng, xin chào các bạn. Tôi đang ở đây, một địa điểm rất đặc biệt, trong một thời khắc đặc biệt. Hãy nhìn đằng sau tôi đây. Vâng, chúng ta sẽ được xem một cái khoảnh khắc mà có lẽ tôi nghĩ ít người được xem. Đó, một chiếc Ferrari 188 GTB được hạ công bởi Luxury Car Phan Dũng. Ngay bây giờ, không chần chừ nữa, chúng ta hãy thử mời chiếc quay cú này, thử mời nó xuống. Nào, xin mời ạ. Đó, một cái khoảnh khắc có lẽ ít ai trong đời có thể được chiêm ngưỡng. Một chiếc xe cực kỳ đẹp, cực kỳ đáng mơ ước được hạ công. Một chiếc xe ngay ở thời khắc chạm chân xuống Hà Nội đây. Chúng ta sẽ cùng đánh giá nhanh chiếc xe này. Nếu như nhìn vào cái phần biển số này, chúng ta thấy Ferrari Newport Beach. Nếu bạn là fan cuồng của Ferrari, bạn xin biết ngay, đây là một địa điểm có thể gọi là thánh địa của Ferrari, một thánh địa ở Mỹ. Đó, chúng ta hãy thử xem, quan sát từng bước chân của con ngựa hoang này đặt chân xuống Hà Nội. Một chiếc xe được nhập bởi Luxury Car Phan Dũng, một địa điểm có lẽ là cho đến thời điểm này bất kỳ ai yêu xe cũng đã biết rồi. Nào đó, chiếc xe đang được hạ xuống. Đây là thời khắc tôi rất mong chờ. Bởi vì sao? Tôi mong chờ thử xem những cái tấm cánh gió này có chạm cầm hay không. Hãy quan sát cùng tôi nhé. Thực ra là không chạm ạ. Đó, còn rất cao, thừa một khoảng. Ồ, vâng, cú rơi này làm tôi tí nữa rung tim ạ. Tiếp tục thử xem. Vâng, rất nhẹ nhàng thôi. Rất nhẹ nhàng. Đó, có thể thấy đây là một chiếc siêu xe nên cái bề ngang của nó phải gọi là tương đương với những chiếc sedan hạng sang. Và chúng ta phải rất kỹ lưỡng, rất cẩn thận. Nếu mà không muốn bị chạm bánh, bị chạm thân xe vào chiếc xe tải. Đó, trông thì có vẻ khó nhưng mà thực sự chỉ cần để một chút ở phần gầm xe thôi là chúng ta có thể hạ được. Để các bạn có thể thấy đây, chúng ta có hai cái cầu nối với nhau, thậm chí có một thanh gỗ nữa. Cực kỳ cẩn trọng, bởi vì đây là chiếc xe rất đắt tiền ở Việt Nam. Đó, lại một khoảnh khắc thót tim nữa. Nhưng mà may quá, chiếc xe không bị chạm bất cứ một gì cả. Nó được đưa xuống rất cẩn thận, rất cẩn trọng. Đó, phần mũi xe thử xem, tôi không thể tin được. Chúng ta hãy thử xem phần mũi xe. Thực sự thì sát sàn sạt rồi ạ. Sát sàn sạt, nhưng mà may quá, nó đã qua cái phần khó nhất rồi. Thực sự là khá là thót tim đấy. Nếu như đây là chiếc xe mà tôi đặt về thì có lẽ cái khoảnh khắc mà nhìn thấy cái phần mũi xe gần chạm xuống nó cũng rất là thót tim. Đó, vâng. Như thế là chiếc ngựa hoang này đã đặt chân xuống Hà Nội, đặt bánh xe xuống nền đất của Hà Nội. Và bây giờ có lẽ chúng ta hãy cùng thử trải nghiệm chiếc xe này một chút thôi. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ những cái thông tin thú vị về chiếc xe này ngay sau khi nó đã được anh tài xế hạ xuống. Hãy chờ một chút thôi. Đó, đang từ từ lăn bánh. Có thể thấy giới tài xế phải cẩn trọng như thế nào khi chuyển một cái khối tài sản lớn như thế này. Vâng, đây rồi, chiếc xe đã hạ cánh. Bây giờ chúng ta hãy thử tìm hiểu gì trước nhỉ? Để xem nào. Thực sự là với một chiếc xe đắt như thế này ấy, thì nhìn vào đâu cũng thấy những cái chi tiết đáng nói. Bây giờ ta sẽ bắt đầu từ đâu? Ok, bắt đầu từ đầu xe đi. Nhìn vào xem cái giải đèn này trông như được bê nguyên xi từ chiếc LaFerrari ra vậy. Cực kỳ đẹp với những cái đốm led ở đây và cái phần chiếu sáng chính ở đây. Kể cả cái phần đèn xi nhan này thôi, nó cũng làm được rất mượt mà, rất liền lạc. Đấy, còn những cái chi tiết khác xin thông cảm với các bạn, bởi vì đây là chiếc xe vừa mới được chuyển xuống từ công nên có vẻ thấy nó khá là bẩn sau một cái hành trình rất dài. Nhưng không sao, chúng ta tìm hiểu chiếc xe thôi. Bẩn hay không, bẩn như thế này nó mới là thực chất. Bởi vì đây là chiếc xe vừa được trải nghiệm, vừa được chuyển đến Hà Nội, chuyển thẳng đến Hà Nội. Hãy xem cái phần này đi. Đây là thứ tôi rất muốn nói này. Cái phần phanh gốm carbon này to khủng khiếp. Và như tôi được biết ấy, cái phần phanh này được bê nguyên xi từ chiếc siêu xe LaFerrari sang chiếc 488 GTB này. Đó chỉ một cái chi tiết như thế thôi. Nếu mà không mua được LaFerrari ấy, hãy mua chiếc xe này. Nó có bộ phanh như thế này cơ mà, được chuyển trực tiếp từ LaFerrari sang 488 GTB.
Còn bây giờ thì hãy sang phần đầu xe đi. Tôi muốn nói nhiều hơn về phần đầu xe. Bởi vì sao? Bởi vì đây là chiếc xe rất đặc biệt. So với đàn anh 458 Italia ấy, thì chiếc 488 GTB này nó có khí động học tốt hơn 50%, tốt hơn một gấp rưỡi. 50% là bởi vì sao? Bởi vì những cái chi tiết khí động học. Ví dụ như cái phần tấm cản trước này, chỉ một cái chi tiết này thôi ấy, kết hợp với cái phần gầm siêu phẳng, nó đã mang lại cái lực ép đường cực kỳ tốt. Và kết hợp với cả những cái chi tiết đằng sau nữa, nó mang lại cái lực ép đường khoảng 325 kg ở tốc độ 250 km/h. Nếu mà chỉ nói không 325 kg ấy, thì chúng ta đã khó có thể so sánh được. Tôi sẽ cho các bạn một số thông số. Ví dụ như so với chiếc 458 Italia thì cái lực ép đường của chiếc 488 GTB ấy, nó nhiều hơn gấp rưỡi. Còn so với đối thủ trực tiếp ấy, Lamborghini Huracan, thì 488 GTB có lực ép đường xuống gấp 3 lần so với đối thủ trực tiếp. Đó là một cái điều gì đó chúng ta thực sự là phải nghĩ mới thấy được nó khủng khiếp như thế nào. Và để so sánh thêm ấy, nếu như bản hiệu suất cao nhất của Huracan là Huracan Performante, cái lực ép đường ấy nó chỉ tương đương với chiếc xe này thôi. Và nên nhớ đây là một chiếc xe tiêu chuẩn. Nếu mà so với chiếc 488 Pista nữa thì rõ ràng đội Lambo thì đã phải chịu một điểm không rồi. Còn đây là điểm 1 của chiếc Ferrari. Đây rồi, đây là một chi tiết rất hay nha. Chúng ta ở bên sườn. Bên sườn chúng ta thấy cái gì? Đó, chúng ta thấy một cái hốc gió khổng lồ ở đây. Có hai phần nhá. Phần bên trên nó cung cấp gió cho động cơ. Còn phần bên dưới đây to hơn gấp nhiều lần. Mà đây lại là phần để cung cấp gió làm mát cho cái khí nạp turbo. Đây là chiếc xe được sở hữu động cơ V8 tăng áp. Động cơ này nó cũng chia sẻ nhiều chi tiết với chiếc California T, nhưng mà sao, có gì đặc biệt? Kể cả tay biên, kể cả phần nắp quy lát, kể cả phần trục khuỷu, nó không sử dụng chung với Cali T, nó chỉ chung cái lốc máy bằng nhôm hợp kim thôi. Cái việc sử dụng khoảng 65% cái linh kiện động cơ mới, nó mang đến sức mạnh khổng lồ cho chiếc xe này. Hãy thử xem, 670 mã lực, 760 Nm, những cái thông số thực sự là hơn nhiều so với cả Huracan và hơn cả 458 Italia. Tôi sẽ chỉ cho các bạn cái điều hay của cái phần đuôi này. Hãy ra đây. Và có lẽ cho mình thêm một chút ánh sáng ấy nhỉ. Thực sự chúng ta đã hạng công vào buổi tối, nên mong các bạn thông cảm, chúng ta sẽ không có những khuôn hình đẹp nhất được. Đó, ở đây một cái chi tiết rất hay nhá. À đó, đây, chúng ta có cái phần cái hốc này, nó thông. Đây, hai tay tôi đang chạm nhau ở đây rồi. Cái việc thông như thế để làm gì? Tất nhiên rồi, để tạo ra nhiều lực ép đường hơn. Và một cái chi tiết hay nữa ở đây, đây này, chúng ta sẽ ra phần đèn này. Chúng ta lại có thêm một cái lỗ ở đây nhá. Các bạn có nhớ cái lỗ ở cái phần hông xe không? Nó được thông ra đây. Nếu mà cái lượng khí mà động cơ không sử dụng hết ấy, nó được thải ra tiếp vào đây để tiếp tục tạo ra lực ép đường. Thực sự trên một chiếc xe như thế này ấy, nhìn đâu, nhìn vào từng mm trên chiếc xe này cũng có câu chuyện để nói. Một câu chuyện nữa, đó là phần ống xả này. Xin mời anh Phan Dũng hãy thử cho khán giả chúng ta cùng trải nghiệm tiếng ống xả của chiếc 488 GTB. Vâng, ngay lập tức thôi ạ, chúng ta thử trải nghiệm tiếng ống xả của cỗ máy V8 3.9 lít. Bắt đầu nào. Ok, xin cảm ơn anh, xin cảm ơn anh. Vâng, đúng là tiếng hát át tiếng bom chỉ áp dụng trong thời chiến thôi. Còn bây giờ cái giọng nói của tôi không thể át được cái tiếng gầm của chiếc siêu ngựa này. Thực sự với cái ống xả đôi như thế này, nó được đặt cao hơn so với những cái gì mà chúng ta thấy trên những chiếc siêu xe bình thường. Chúng ta có bốn ống ở đây. Cao hơn là để làm gì? Để chúng ta có thêm những cái tấm phanh tàn gió ở đây, để kết hợp với phần trước, kết hợp với phần gầm phẳng. Và ở đây, đây là cái khe hướng gió để gió thoát ra bên ngoài, để tạo ra cái lực ép xuống mặt đường lớn gấp 3 lần so với Huracan và gần bằng với Huracan Performante. Vâng, tôi nhắc lại, đây là phiên bản tiêu chuẩn, nhưng lực ép đường bằng so với lại một chiếc xe gọi là đỉnh cao nhất của dòng Huracan. Thực sự thì với chiếc 488 này ấy, thì nó gần như là không có điểm yếu khi so với đối thủ. Nếu mà so với McLaren 720S thì nó mới gọi là bị thua thiệt một chút. Nhưng mà 720S tất nhiên đó là một chiếc xe có mức giá đắt hơn và nó ra đời sau. Ra đời sau và hơn trước thì tất nhiên đấy là điều chúng ta có thể biết được. Nhưng mà ở đây
chúng ta có một chiếc xe của Ferrari. Cái thương hiệu Ferrari ấy, nó đã làm cái gì đó, nó khơi gợi cái sự thèm muốn trong chúng ta. Ferrari cơ mà. Còn bây giờ thì không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy thử vào trong chiếc xe này. Hãy cùng trải nghiệm phần nội thất. Vâng, nếu nhìn qua thôi đã thấy đây có vẻ là một chiếc Ferrari gần như là gọi là full option rồi. Hãy thử xem chúng ta có gì nào. Đầu tiên ấy là phần ghế da dạng Daytona, gợi nhớ lại cái xe đua Ferrari Daytona từ những mấy chục năm trước cơ. Ghế sờ vào đây thích rồi, hãy thử ngồi xem. Thực sự thì ở ngay cái lần đầu tiên tôi chạm vào vô lăng của chiếc xe này thôi đã thấy nó khác biệt rồi, khác biệt so với chiếc Huracan. Bởi vì sao? Bởi vì ở đây chúng ta có vô lăng trợ lực dầu. Trợ lực dầu thì có gì hay? Tất nhiên rồi, trợ lực dầu thì nó mang lại cái cảm giác vô lăng nó tuyệt vời. Từ trước đến nay tôi đã nói nhiều lần rồi, nhưng bây giờ tôi nhắc lại là vô lăng trợ lực dầu cho cảm xúc lái nó tuyệt vời hơn nhiều so với vô lăng trợ lực điện của chiếc Huracan. Đây là một cái điểm mạnh ấy, mà thực sự tôi là một fan Lambo, nhưng tôi phải công nhận rằng cảm giác vô lăng của Ferrari tốt hơn nhiều. Đó. Thực sự là hôm nay thì chúng ta đang hạ chiếc xe này xuống, nên là xin lỗi các bạn. Tôi hẹn các bạn một buổi trải nghiệm thực tế hoàn toàn, chạy ở tốc độ cao, tốc độ thấp, đi phố, đi đường trường trong một buổi video sau. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu thêm một số thông tin vui vẻ nữa cho các bạn nghe. Đó. Cái cần số này, sợi carbon nhá. Đó, thì cần số. Và cái hộp số ly hợp kép 7 cấp của chiếc Ferrari 188 GTB đã được nâng cấp nhé. Nâng cấp ở đâu? Số ly hợp kép sang hợp số đã rất nhanh rồi. Nhưng mà chiếc xe này so với 458 Italia thì thực sự lên số nhanh hơn 30%, xuống số về số nhanh hơn 40%. Đến cả những cái mili giây cuối cùng rồi, nhưng mà Ferrari vẫn có thể cải tiến được so với người tiền nhiệm. Lên số nhanh hơn, xuống số cũng nhanh hơn 30-40%. Đấy là cái gì đó nó thực sự nó rất đáng kể. Và đây là chiếc xe hiệu năng cao. Và hiệu năng cao thì vài mili giây thôi nó cũng là cả vấn đề rồi. Còn bây giờ thử xem có gì hay nữa nhỉ. Chúng ta có một cái phần bảng táp lô. Táp lô thì cũng không có quá nhiều nốt bấm. Mà cái điều tôi không thích là những cái nốt bấm này nó vẫn là nhựa này. Thực sự thì cái thiết kế nội thất của Ferrari, của riêng cái dòng máy V8 đặt giữa đấy, nó hơi lỗi thời một chút khi so với những cái dòng máy V12 nó cứ đặt trước, ví dụ như 812 Superfast. Những cái nút này nó cũng là nhựa thôi. Đáng ra họ nên làm một cách chuẩn chỉ hơn một chút, nhưng mà tất nhiên chê nút của Ferrari thì đúng là chả khác gì chê Ngọc Trinh thì không phải là vợ mình vậy. Đây là chiếc xe hiệu năng cao, vì thế những cái gì nó thực sự quan tâm, những cái gì mà chủ xe thực sự quan tâm đó là cảm giác lái. Cảm giác lái thì thôi rồi, khỏi nói. Hãy thử xem những cái chi tiết cực kỳ chuẩn chỉ, những cái chi tiết da này, sờ vào thôi đã tí tích rồi. Và tôi ngồi ở đây, cái ghế này ấy, nó êm hơn ghế của Lamborghini Huracan. Ghế của Huracan đây giờ. Đó, ghế của Huracan ấy cực kỳ cứng luôn. Còn ghế Ferrari ấy, nó là cái rất êm. Và cái êm ấy, khi bạn chạy thật nó còn được cảm nhận. Bởi vì sao? Bởi vì hệ thống treo của Ferrari cũng tốt hơn so với Lamborghini. Đây là một lời công nhận của một fan Lambo nhá. Hệ thống treo của Ferrari tốt hơn Lambo. Hệ thống treo từ tính thích ứng của Ferrari đã phát triển trước Lambo khoảng, hình như là khoảng 10 năm thì phải. Bắt đầu từ cái đời Ferrari 430 họ đã có treo từ tính rồi. Hệ thống treo đấy Ferrari mua bản quyền của GM để phát triển thêm, và họ đã phát triển lên một cái tầm cao. Và thực sự bây giờ, cho đến bây giờ, những chiếc Huracan đời mới nhất cũng không có được cái độ treo vừa êm ái, vừa quản lý cái rung lắc của thân xe tốt như Ferrari. Đây là một lời công nhận của tôi, một người đã từng làm cho Lamborghini Việt Nam. Thực sự thì bây giờ là những cái trải nghiệm của tôi với chiếc xe này. Và chúng ta không được chạy, hơi tiếc một chút. Vậy hãy kết video ở đâu nhỉ? Tôi sẽ kết bằng tiếng pô của chiếc xe đi. Hãy cùng thêm một lần nữa trải nghiệm tiếng pô của 458 GTB. Và lần sau chúng ta hãy cùng trải nghiệm thực sự là đẫy đà hơn, thực sự là trọn vẹn hơn trong những video sau. Và bây giờ xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Và chúng ta hãy thử cùng nghe tiếng pô của chiếc xe này một lần nữa. Xin mời camera ra đằng sau.